Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không Không quân có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. Trong đó chú trọng huấn luyện dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa. Bãi 21 là mắt xích đầu tiên của dây chuyền lắp ráp mà cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 180 tập trung luyện tập. Yêu cầu đối với kíp chiến đấu phải nắm vững nhiệm vụ, chức trách, chỉ tiêu của từng cá nhân và toàn kíp. Bên cạnh đó phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, chỉ huy chặt chẽ, khoa học, hiệp đồng nhịp nhàng, chính xác giữa các trắc thủ, các bộ phận. Để chiến đấu thắng lợi, thì một trong những yếu tố quan trọng là việc đảm bảo kịp thời đạn tên lửa cho các đơn vị hỏa lực. Những quả đạn tên lửa từ trạng thái bảo quản nghiêm cất khi chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu phải được lực lượng kỹ thuật kết nối linh kiện, kiểm tra trên nhiều công đoạn qua dây chuyền công nghệ như đưa đạn ra khỏi hòm bảo quản, kết nối linh kiện, kiểm tra hệ thống điện vô tuyến điện, nạp khí nén, lắp ngòi nổ thông mạch, đưa lên phương tiện vận chuyển sẵn sàng cơ động. Để dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án huấn luyện, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho toàn kíp, duy trì nghiêm chế độ, chấp hành đúng nguyên tắc quy trình huấn luyện, chú trọng rèn luyện chỉ tiêu cá nhân, phối hợp trong bộ phận đến hiệp đồng toàn kíp. Bộ đội nắm chắc nhiệm vụ, chức trách của mình và thực hành nhuần nhuyễn các thao tác để lắp ráp, kết nối các bộ phận thành quả đạn tên lửa hoàn chỉnh, phục vụ cho các đơn vị chiến đấu. Sau mỗi đợt huấn luyện dây chuyền sản xuất đạn tên lửa, cũng là dịp để Trung đoàn 282 đánh giá trình độ năng lực chuyên môn, đồng thời huấn luyện bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho thành phần kíp lắp ráp đạn và công tác chỉ huy hiệp đồng tiếp tế đạn cho các đơn vị hỏa lực. Do vậy, việc huấn luyện đúng quy trình, nhiệm vụ, rèn luyện nâng cao trình độ của từng cá nhân, các bộ phận, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các đơn vị được Trung đoàn hết sức chú trọng. Thường xuyên nâng cao trình độ kíp dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa đã giúp tiểu đoàn 180 hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng các đơn vị của Trung đoàn 282 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.